feedback trong tiếng anh được dịch là thông tin phản hồi thao tác hoàn ngược lại đầu ra kết quả đến đầu vào nguyên nhân của một hệ là thuật ngữ trong điều khiển học được tìm ra từ tính bất biến và tính đa dạng của sinh vật tuy nhiên feedback dùng trong cuộc sống hàng ngày được hiểu theo nghĩa đơn giản hơn đó là phản hồi lại thông tin nào đó được gửi tới bạn được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực các thông tin feedback có thể được gửi qua nhiều cách thức khác nhau như email tin nhắn bình luận đánh giá trực tiếp có thể hiểu đơn giản đó là khi bạn sử dụng một dịch vụ nào đó một sản phẩm mặt hàng thì những ý ý kiến của bạn về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ những điểm mạnh hoặc mặt hạn chế mà bạn phản hồi lại chính là feedback đây được coi là thông tin hữu ích cho cả người mua và người bán khi người bán nhận được những sự góp ý từ khách hàng để cải thiện chất lượng và những người mua khác cũng có cái nhìn khách quan hơn từ nhiều nguồn